Căn bản trí một. Quý đạo hữu kính mến, để giúp những vị muốn học thuộc căn bản trí, chúng tôi đã thực hiện video này. Quý vị có thể thường xuyên mở bài này lên nghe và âm thầm đọc theo, hoặc rõ tiếng đọc theo thì sẽ mau chóng học thuộc lòng căn bản trí. Một, niệm nguyên nhân luân hồi. Kinh Trường Bộ, bài 16, trích đoạn. Này các tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu bốn thánh đế, mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, ta và các ông. Bốn thánh đế ấy là gì? Này các tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu khổ thánh đế, mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, ta và các ông. Này các tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu khổ tập thánh đế, mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, ta và các ông. Này các tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu khổ diệt thánh đế, mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, ta và các ông. Này các tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu khổ diệt đạo thánh đế, mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, ta và các ông. Này các tỳ kheo, khi khổ thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, khi khổ tập thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, khi khổ diệt thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, khi khổ diệt đạo thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, thời hữu ái được diệt trừ, sự dẫn dắt đến một đời sống được đoạn tuyệt, nay không còn hậu hữu nữa. Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ lại nói thêm: chính vì không thấy như thật bốn thánh đế, nên có sự luân chuyển lâu ngày trong nhiều đời. Khi những sự thật này được nhận thức, nguyên nhân của một đời sống khác được trừ diệt, khi khổ căn được đoạn trừ, sẽ không còn một đời sống khác nữa. Hai, niệm nguyên nhân luân hồi. Hai, Kinh Trường Bộ, bài 16, trích đoạn. Này các tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt bốn pháp, mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt thánh giới, mà ta và các ngươi lâu đời
phải trôi lăn trong biển sanh tử. Này các tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt thánh định, mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Này các tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt thánh tuệ, mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Này các tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt thánh giải thoát, mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Này các tỳ kheo, khi thánh giới được giác ngộ, được chứng đạt, khi thánh định được giác ngộ, được chứng đạt, khi thánh tuệ được giác ngộ, được chứng đạt, khi thánh giải thoát được giác ngộ, được chứng đạt, thời tham ái một đời sống tương lai được trừ diệt, những gì đưa đến một đời sống mới được dứt sạch, nay không còn một đời sống nào nữa. Ba, niệm sợi dây tái sanh. Kinh sợi dây tái sanh, Tương Ưng Bộ 3, trang 333. Nhân duyên ở Savatthi, ngồi xuống một bên, Tôn giả Radha bạch Thế Tôn: Đoạn diệt sợi dây tái sanh, đoạn diệt sợi dây tái sanh. Bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, thế nào là sợi dây tái sanh? Thế nào là sự đoạn diệt sợi dây tái sanh? Này Radha, phàm dục gì, tham gì, hỷ gì, khát ái gì, phàm những chấp thủ phương tiện, tâm kiên trú, thiên chấp tùy miên gì đối với sắc, như vậy gọi là sợi dây tái sanh. Sự đoạn diệt chúng là sự đoạn diệt sợi dây tái sanh. Này Radha, phàm dục gì, tham gì, hỷ gì, khát ái gì, phàm những chấp thủ phương tiện, tâm kiên trú, thiên chấp tùy miên gì đối với thọ, đối với tưởng, đối với các hành, đối với thức, đó gọi là sợi dây tái sanh. Sự đoạn diệt chúng là sự đoạn diệt sợi dây tái sanh. Bốn, niệm lòng tin bất động. Kinh cần phải khích lệ, Tăng Chi 1, trang 402. Này Ananda, với ai thầy có lòng từ mẫn, và với những ai thầy nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè thân hữu, bà con hay cùng một huyết thống, với những người ấy thầy cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm. Thế nào là ba? Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tính bất động đối với Đức Phật. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác,
minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tính bất động đối với Pháp. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tính bất động đối với chúng tăng. Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chân chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng được cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Này Ananda, dầu cho bốn đại chủng có đổi khác, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tính bất động đối với Phật không có đổi khác. Ở đây đổi khác là như thế này: vị thánh đệ tử ấy thành tựu tịnh tính bất động đối với Đức Phật sẽ sanh vào địa ngục, loại bàn sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra. Này Ananda, dầu cho bốn đại chủng có đổi khác, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tính bất động đối với Pháp không có đổi khác. Ở đây đổi khác là như thế này: vị thánh đệ tử ấy thành tựu tịnh tính bất động đối với Pháp sẽ sanh vào địa ngục, loại bàn sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra. Này Ananda, dầu cho bốn đại chủng có đổi khác, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tính bất động đối với chúng tăng không có đổi khác. Ở đây đổi khác là như thế này: vị thánh đệ tử ấy thành tựu tịnh tính bất động đối với chúng tăng sẽ sanh vào địa ngục, loại bàn sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra. Này Ananda, với ai thầy có lòng từ mẫn và với những ai thầy nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng một huyết thống với những người ấy, này Ananda, thầy cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm này. Năm, định nghĩa ngũ uẩn. Định nghĩa một: thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức. Thank you.
Định nghĩa 2: thân người, cảnh vật, đồ vật tứ đại là sắc. Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là thọ. Bóng dáng thô tế trong tâm là tưởng. Suy nghĩ nói thầm trong tâm là hành. Rõ biết trong ngoài sáu trần là thức. Sáu, định nghĩa ngũ uẩn, kinh đáng được ăn. Kinh đáng được ăn, Tương Ưng Bộ 3, trang 161. Bị thay đổi, này các tỳ kheo, nên gọi là sắc. Bị thay đổi bởi cái gì? Bị thay đổi bởi lạnh. Bị thay đổi bởi nóng. Bị thay đổi bởi đói. Bị thay đổi bởi khát. Bị thay đổi bởi sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng và rắn. Bị thay đổi, này các tỳ kheo, nên gọi là sắc. Được cảm thọ, này các tỳ kheo, nên gọi là thọ. Cảm thọ gì? Cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ phi khổ, phi lạc. Được cảm thọ, này các tỳ kheo, nên gọi là thọ. Nhận rõ, này các tỳ kheo, nên gọi là tưởng. Nhận rõ gì? Nhận rõ màu xanh, nhận rõ màu vàng, nhận rõ màu đỏ. Nhận rõ, này các tỳ kheo, nên gọi là tưởng. Làm cho hiện hành pháp hữu vi nên gọi là hành. Làm cho hiện hành pháp hữu vi gì? Làm cho hiện hành sắc với sắc tánh. Làm cho hiện hành thọ với thọ tánh. Làm cho hiện hành tưởng với tưởng tánh. Làm cho hiện hành các hành với hành tánh. Làm cho hiện hành thức với thức tánh. Làm cho hiện hành pháp hữu vi nên gọi là các hành. Rõ biết, này các tỳ kheo, nên gọi là thức. Rõ biết gì? Rõ biết chua, rõ biết đắng, rõ biết cay, rõ biết ngọt, rõ biết chắc kiềm, vân vân. Rõ biết không phải chắc kiềm, rõ biết mặn, rõ biết không mặn. Rõ biết, này các tỳ kheo, nên gọi là thức. Bảy, định nghĩa ngũ uẩn kinh thủ chuyển. Kinh thủ chuyển, Tương Ưng Bộ 3, trang 111. Bà này các tỳ kheo, thế nào là sắc? Bốn đại chủng, và sắc do bốn đại chủng tạo thành. Đây được gọi là sắc. Do các thức ăn tập khởi, nên sắc tập khởi. Do các thức ăn đoạn diệt, nên sắc đoạn diệt. Và con đường đưa đến sắc đoạn diệt là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp,
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và này các tỳ kheo, thế nào là thọ? Có sáu thọ thân này: thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Đây gọi là thọ. Do xúc tập khởi nên thọ tập khởi, do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt. Và con đường đưa đến thọ đoạn diệt đó là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và này các tỳ kheo, thế nào là tưởng? Có sáu tưởng thân này: sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Đây gọi là tưởng. Do xúc tập khởi nên tưởng tập khởi, do xúc đoạn diệt nên tưởng đoạn diệt. Và con đường đưa đến tưởng đoạn diệt là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và này các tỳ kheo, thế nào là hành? Có sáu tư thân này: sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Đây gọi là hành. Do xúc tập khởi nên các hành tập khởi, do xúc đoạn diệt nên các hành đoạn diệt. Và con đường đưa đến các hành đoạn diệt là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và này các tỳ kheo, thế nào là thức? Có sáu thức thân này: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Đây gọi là thức. Do danh sắc tập khởi nên thức tập khởi, do danh sắc đoạn diệt nên thức đoạn diệt. Và con đường đưa đến thức đoạn diệt là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tám, định nghĩa cảm thọ. Có ba cảm thọ: thọ lạc, cảm giác dễ chịu; thọ khổ, cảm giác khó chịu; thọ không khổ không lạc, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu.
9. Định nghĩa sáu thức. Thấy rõ, biết rõ người, cảnh, vật, nhãn thức. Nghe rõ, biết rõ lời nói, âm thanh, nhĩ thức. Rõ biết mùi hương thơm thối, tỷ thức. Rõ biết vị ngọt chua cay, thiệt thức. Rõ biết thân đụng chạm người vật, thân thức. Rõ biết thọ tưởng hành, ý thức. Mười. Định nghĩa sáu pháp. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Sáu xúc: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Sáu thọ: thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Sáu tưởng: sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Sáu tư: sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Sáu ái: sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Mười một. Niệm duyên sanh pháp. Do duyên có mắt và các sắc, sanh khởi nhãn thức, rõ biết các sắc. Sự hội tụ của ba pháp này là nhãn xúc. Do duyên có nhãn xúc, nên sanh khởi thọ do nhãn xúc sanh, sắc tưởng, sắc tư. Do duyên có tai và các tiếng, sanh khởi nhĩ thức, nghe rõ, rõ biết các âm thanh. Sự hội tụ của ba pháp này là nhĩ xúc. Do duyên có nhĩ xúc, nên sanh khởi thọ do nhĩ xúc sanh, thanh tưởng, thanh tư. Do duyên có mũi và các mùi, sanh khởi tỷ thức, rõ biết các mùi. Sự hội tụ của ba pháp này là tỷ xúc. Do duyên có tỷ xúc, nên sanh khởi thọ do tỷ xúc sanh, hương tưởng, hương tư. Do duyên có lưỡi và các vị, sanh khởi thiệt thức, rõ biết các vị. Sự hội tụ của ba pháp này là thiệt xúc. Do duyên có thiệt xúc, nên sanh khởi thọ do thiệt xúc sanh, vị tưởng, vị tư. Do duyên có thân và có sự đụng chạm, sanh khởi thân thức, rõ biết sự đụng chạm. Sự hội tụ của ba pháp này là thân xúc. Do duyên có thân xúc,
nên sanh khởi thọ do thân xúc sanh, xúc tưởng, xúc tư. Do duyên có ý và các pháp thọ, tưởng, hành, nên sanh khởi ý thức, rõ biết thọ, tưởng, hành. Sự hội tụ của ba pháp này là ý xúc. Do duyên có ý xúc, nên sanh khởi thọ do ý xúc sanh, pháp tưởng, pháp tư. Mười hai niệm ngũ uẩn duyên sanh. Thân là duyên sanh, thọ tưởng hành thức cũng là duyên sanh. Thân là vô thường, thọ tưởng hành thức cũng là vô thường. Thân là phiền não, thọ tưởng hành thức cũng là phiền não. Thân không là mình, thọ tưởng hành thức cũng không là mình. Thân này từ bỏ, thọ tưởng hành thức cũng xin từ bỏ. Thân xả, tâm xả, dễ chịu, dễ chịu. Buông xả, buông xả, dễ chịu, dễ chịu. Mười ba niệm thánh trí. Bốn thánh trí về ngũ uẩn. Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau. Ngũ uẩn sanh khởi là do vô minh và khát ái. Ngũ uẩn diệt tận là khi hết vô minh và hết khát ái. Bát chánh đạo là phương pháp đúng đưa đến tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn. Mười bốn niệm thánh đạo, bát chánh đạo. Chánh tri kiến thấy biết đúng, chánh tư duy suy nghĩ đúng, chánh ngữ nói lời đúng, chánh nghiệp hành động đúng, chánh mạng nuôi mạng đúng, chánh tinh tấn siêng đúng việc, chánh niệm quán đúng chỗ, chánh định định đúng cách. Phương pháp tám đúng: thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng, định đúng. Mười lăm niệm Phật đạo vô thượng. Kinh Thành Ấp Tương Ưng Bộ 2, trang 185. Này các tỳ kheo,
Ta đã thấy một con đường cũ, một đạo lộ cũ do các vị chánh đẳng giác thuở xưa đã đi qua. Và này các tỳ kheo, thế nào là con đường cũ, đạo lộ cũ ấy do các vị chánh đẳng giác thuở xưa đã đi qua? Đây chính là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Con đường ấy, này các tỳ kheo, là con đường cũ, đạo lộ cũ do các bậc chánh đẳng giác thuở xưa đã đi qua. Ta đã đi theo con đường ấy. Đi theo con đường ấy, ta thấy rõ già chết. Ta thấy rõ già chết tập khởi. Ta thấy rõ già chết đoạn diệt. Ta thấy rõ con đường đưa đến già chết đoạn diệt. Ta đã đi theo con đường ấy. Đi theo con đường ấy, ta thấy rõ sanh. Ta thấy rõ hữu. Ta thấy rõ thủ. Ta thấy rõ ái. Ta thấy rõ thọ. Ta thấy rõ xúc. Ta thấy rõ sáu xứ. Ta thấy rõ danh sắc. Ta thấy rõ thức. Ta thấy rõ các hành. Ta thấy rõ các hành tập khởi. Ta thấy rõ các hành đoạn diệt. Ta thấy rõ con đường đưa đến các hành đoạn diệt. Cái được ta biết rõ, ta đã tuyên bố cho các tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ được biết. Này các tỳ kheo, tức là phạm hạnh này, phồn vinh, thịnh vượng, quảng đại, chúng đa, người nhiều và được chư thiên loài người khéo léo trình bày. Mười sáu niệm tu chánh đạo đạt chánh quả. Kinh Trường Bộ bài 16 trích đoạn. Này Subhadda, trong pháp luật nào không có bát thánh đạo? Thời ở đây không có đệ nhất sa môn. Ở đây cũng không có đệ nhị sa môn. Cũng không có đệ tam sa môn. Cũng không có đệ tứ sa môn. Này Subhadda, trong pháp luật nào có bát thánh đạo? Thời ở đây có đệ nhất sa môn. Cũng có đệ nhị sa môn. Cũng có đệ tam sa môn. Ở đây cũng có đệ tứ sa môn. Này Subhadda, chính trong pháp luật này có bát thánh đạo. Thời này Subhadda, ở đây có đệ nhất sa môn. Ở đây cũng có đệ nhị sa môn. Ở đây cũng có đệ tam sa môn. Cũng có đệ tứ sa môn. Những hệ thống ngoại đạo khác đều không có những sa môn. Này Subhadda, nếu những vị tỳ kheo này sống chân chánh, thời đời này không vắng những vị A-la-hán.
17. Niệm con đường độc nhất. Kinh Niệm Xứ. Trung bộ 1, bài 10, trích đoạn. Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Mười tám. Niệm vị tối thượng. Kinh Bệnh, Tương Ưng Bộ 5, trang 237, trích đoạn. Này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Hãy tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Và này Ananda, thế nào là tỳ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình? Tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Này Ananda, ở đây tỳ kheo trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời. Quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời. Này Ananda, những ai hiện nay hoặc sau khi ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng tỳ kheo của ta. Nếu những vị ấy tha thiết học hỏi. Mười chín. Niệm gia tài của Phật. Kinh Trường Bộ
Bài 16 trích đoạn. Này các tỳ kheo, nay những pháp do ta chứng ngộ và giảng dạy cho các ngươi, các ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để phạm hạnh này được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Này các tỳ kheo, thế nào là các pháp cho ta chứng ngộ và giảng dạy? Các ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để cho phạm hạnh được trường tồn vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Chính là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, tám thánh đạo phần. Này các tỳ kheo, chính những pháp này do ta chứng ngộ và giảng dạy mà các ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để cho phạm hạnh được trường tồn vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Hai mươi niệm cúng dường tối thượng. Kinh Trường Bộ, bài 16, trích đoạn. Này Ananda, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam cư sĩ hay nữ cư sĩ nào thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh trong chánh pháp, hành trì đúng chánh pháp, thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối thượng. Do vậy, này Ananda, hãy thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh trong chánh pháp và hành trì đúng chánh pháp. Này Ananda, các người phải học tập như vậy.